tra xem là liệu máy lọc tuần hoàn không khí của AirPods là có cái mức độ lọc không khí so với cái mức bình thường là sẽ là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một bài test, anh Toàn sẽ giúp chúng ta kiểm tra được là liệu máy AirPods này là cái chất lượng lọc không khí là sẽ như thế nào. À, bây giờ sẽ là mình sẽ đo trước về không khí ở trong phòng, sau đó chúng ta sẽ đo về cái mức lọc của máy lọc tuần hoàn không khí này. Vâng, thưa các bạn, hôm nay bên hãng cùng kết hợp với bên Phạm Gia sẽ test cho các bạn thấy được rằng một số máy của bên AirBrox có khả năng lọc bụi như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ test không khí trong phòng này trước. Mình sẽ test không khí trong phòng này trước. Và đây là trong vòng 22 giây không khí trong phòng này. Đó, hiện tại không khí trong phòng bụi mịn PM0.3, nhưng mà nó vẫn chưa nhảy sang mức báo động đỏ. Đó, đây. Và bây giờ mình sẽ test khi mà khởi động máy. Đây, cho nhìn lại một lần nữa nhá. Nhìn lại lần nữa này, PM0.3 nó sẽ là 33.970 hạt. PM2.5 là 132 hạt. Đó. Anh đứng đây thì máy quay bắt đầu máy đang khởi động. Tôi đang bật số 6. Số này sẽ là số cao nhất của máy, cấp độ cao nhất để có khả năng lọc công suất cao nhất. Và hôm nay tôi quên không nhắc cho các bạn biết ở một cái ưu điểm nữa của máy lọc không khí AirBrox so với các cái máy lọc không khí thông thường khác. Đó là khi mà chúng ta tắt máy này đi, không bật máy này, thì cái cảm biến bụi hay là cảm biến CO2 trong căn phòng của mình, nó sẽ báo về, nó vẫn hoạt động và nó sẽ báo về điện thoại của app của các bạn, để các bạn biết được rằng là trong cái phòng của mình cái chất lượng không khí trong phòng của mình nó sẽ như thế nào, để các bạn kịp thời bật máy lên hoặc là kịp thời điều chỉnh lại cái không khí trong phòng, điều chỉnh lại máy. Đấy, thì cái này, cái cảm biến đó nó có sự khác biệt so với các máy khác. Còn các máy khác thì nếu chúng ta quên không bật lên thì chúng ta vô tình chúng ta sẽ không phát hiện ra được rằng là trong phòng của chúng ta có đủ oxy hay không, hay là bụi mịn nó có đạt được cái yêu cầu hay không. Và bây giờ tôi vừa khởi động lại máy và tôi sẽ test cho các bạn thấy được rằng là khi mà khởi động máy thì cái hạt bụi mịn của mình nó sẽ là bao nhiêu. Đây em ơi, đến đây kiểm tra. Đây em cứ đến đây em kiểm tra cái bụi mịn, quay luôn cái bụi mịn. Hiện tại như là máy đang đo và hiển thị thì lượng bụi mịn ở mức 2,5 là 0 và mức 0.3 là 69. À, 69. Đó. Đây là do là mới bắt đầu khởi động thì nó sẽ có sai số một chút. Đấy. Đúng không ạ? 69 trên 33.000 đúng không? Hôm nay là 33.000. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo lại lần 2 nhé. Để nó xem. Đấy. Nó sẽ
sản phẩm. Còn này nếu mà vẫn để dưới 69 nó sẽ những cái 39 sản phẩm. May quá, rất là may, 0.3 là 0 và 2.5 là 0. Đó. Đấy, như thế để chứng minh cho các bạn thấy rằng là máy của bên hãng Evroc quảng cáo là một phần và thực tế nó cũng giống như quảng cáo mà thôi. Đấy, nên là không giống như một số đơn vị khác là quảng cáo một kiểu và thực tế lại một kiểu khác. Nên là khi chúng ta mua bất kỳ những cái máy lọc không khí nào thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ về máy lọc không khí đó. Vô tình, nếu mà vô tình chung ra thì chúng ta những máy lọc không khí mà nó không có khả năng lọc hết tất cả các loại bụi mịn PM2.5 hoặc 0.3 thì nó sẽ đọng bụi lại trên bề mặt của sản phẩm cũng như là các thiết bị khác. Thì khi mà khởi động lại máy thì bắt đầu nó lại làm cho bụi mịn ở trong căn phòng của mình nó lại bụi thêm. Đấy, chính vì thế là vì cái sức khỏe của chúng ta, nhiều khi chúng ta cứ bảo là có máy lọc rồi, mình để trong nhà là mình đã đảm bảo được cái chất lượng không khí của nhà mình rồi, nhưng thực tế những nhà mà đóng kín cửa mà thiết bị máy lọc không tốt nó sẽ làm cho cái không bụi mịn của chúng ta nhiều khi nó sẽ còn cao hơn so với bên ngoài trời. Đấy, chính vì thế là sản phẩm của hãng Evroc đã và đang sẽ đến tay người tiêu dùng trong một thời gian tới, sắp tới, và phổ biến cho người tiêu dùng biết được rằng là làm thế nào để chọn được máy lọc không khí tốt nhất cho sức khỏe của gia đình bạn. Vâng, bảo vệ sức khỏe. Như em được biết thì là bên Evroc mình còn cung cấp một dòng sản phẩm nữa, đó là sản phẩm về máy tạo độ ẩm mà không phun sương. Thì anh Toàn có thể giới thiệu cho bên em và khán giả được biết rằng là cái ưu điểm của cái máy của bên mình so với các cái sản phẩm khác hiện tại ở trên thị trường thì là có những cái đặc điểm gì khác nhau. Vâng, xin giới thiệu với bên Phạm Gia cũng như là độc giả của Phạm Gia. Đối với các cái máy tạo ẩm khác trên thị trường thì hiện tại bây giờ tôi chưa nhìn thấy con nào to như con này. Đúng, con này còn nó có bình chứa nước lên tới 7 lít mà không cần phải bê cả cái bình này đi mà đổ nước, mà có thể rót nước vào trong. Đây có cái đây là cái để chúng ta có thể rót nước vào đây và có thể lọc nước. Hai nữa là cái sản phẩm này nó có cái khả năng là có tia UV để khử khuẩn, tia UV khử khuẩn. Rồi thứ ba là cái này nó ngoài UV ra có ion bạc này và bay hơi tự nhiên. Dạ. Chứ không phải là phun sương lên. Dạ. Khi bay phun sương ấy, thì nó sẽ làm cho các cái thiết bị điện tử. Dạ. Hoặc là những người bị dị ứng với độ ẩm cao ấy, nó sẽ bị dị ứng và thiết bị điện tử sẽ bị hư hỏng. Đấy, và bám trên các cái bề mặt thiết bị của gia đình mình hoặc trên tường, trên quần áo. Đấy, như thế nó thực sự là không tốt cho sức khỏe. Còn đối với dòng sản phẩm của Evroc, nó là sản phẩm Storm này. Nó phun nó không phun trực tiếp, không phun phun sương mà nó dạng phun hơi nước. Đấy. Thì nó có sự khác biệt là như vậy. Nó không gây cái ô nhiễm không khí nhờ cái bộ lọc không khí ở bên trong này. Hoặc có cả bộ lọc không khí bên trong này nữa. Đấy. Và nó có cả cái khay khay độc lập riêng để đổ cái tinh dầu mình thích, đổ tinh dầu vào để tạo cái mùi hương cái không gian của mình. Nó không đổ chung vào trong các cái bình nước giống như là các cái sản phẩm khác, mà nó có bình nước và cái khay để đựng tinh dầu nó riêng, cho nên là nó sẽ không bị ô nhiễm. Nếu mà mình để lâu quá trong cái bình nước này thì nó sẽ bị ô nhiễm, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là nước lúc nào cũng được khử khuẩn hết, nên là rất là sạch, đầu ra cũng rất là sạch, đầu vào cũng rất là sạch. Wow. Đấy là những cái ưu điểm chính của cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này thì hiện tại thì bên Evroc cũng đang phát triển mạnh và cũng đang được thị trường ở Việt Nam
gọi là đón nhận và họ cũng đón nhận cái sản phẩm và đúng rồi và... không khí đầu vào ấy thì bình thường thì là đối với các cái máy tạo hơi ẩm bình thường ngoài kia thì nó sẽ không có cái màng lọc để lọc không khí đầu vào, và ở đây máy này thì nó có cái màng lọc không khí đầu vào nên là sẽ loại bỏ được các cái ô nhiễm thứ cấp từ bên ngoài đi vào trong máy, và nhờ cái tia UV và khử khuẩn bằng tia UV và ion bạc nó sẽ làm cho chất lượng nước của chúng ta đầu ra nó sẽ tốt hơn cho cái những người mà bị dị ứng và bị các bệnh đường hô hấp. Đấy. Hai nữa là đây anh sờ vào xem cái thiết bị này thì gần như là không có một tí hơi nước nào đóng vào tay luôn, nhưng mà mình vẫn sờ cảm giác nó mát, hơi nước nó sẽ mát đúng không ạ? Đấy là cái mà những cái ưu điểm của cái sản phẩm này mang lại cho khách hàng. Bình nước lên tới 7 lít thì gần như thị trường gần như không có thiết bị nào có thể. Vậy là cái máy này, máy sản phẩm này là vừa là có thể lọc này, lại còn vừa tạo độ ẩm nữa đúng không? Tạo độ ẩm và khử trùng được trong cái nguồn nước này. Cái nữa là về cái điều khiển thì nó cũng giống như các sản phẩm của Evrox. Hiện tại thì nó cũng đang điều khiển được trên màn hình cảm ứng, trên thiết bị và trên app điện thoại của hãng vẫn có thể điều khiển bật tắt bình thường. Đấy. Và nó cũng điều khiển ẩm một cách tự động được. Điều khiển ẩm một cách tự động được. Vậy là cái sản phẩm này là rất là thiết yếu khi mà trong phòng sử dụng điều hòa liên tục. Đúng rồi. Và... nếu mà phòng mà sử dụng điều hòa, gia đình sử dụng điều hòa liên tục đối với nhất là có trẻ nhỏ đấy đúng không ạ? Vâng. Thì chúng ta dùng sản phẩm này thì nó rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Hiện tại thì em được biết là các cái chung cư cao cấp ở Hà Nội hoặc đối với biệt thự thì không nói, các cái chung cư cao cấp ở Hà Nội gần như người ta bật điều hòa 24 trên 24 giờ. Mặc dù người ta cũng có một số hệ thống thông gió hay là cấp khí hay là, nhưng mà nó vẫn rất là ngột ngạt, nó rất là cảm giác rất là khó chịu. Thì nếu mà các sản phẩm này mà giới thiệu đến những đối tượng khách hàng như vậy thì họ sẽ rất là thích và bọn em cũng đang phát triển mạnh. Hôm nay này rất là cảm ơn là bên Evrox và anh Toàn đã giới thiệu về các cái dòng sản phẩm của bên mình, từ hệ thống lọc không khí và cấp khí tươi, rồi là hệ thống lọc tuần hoàn không khí và máy tạo độ ẩm. Thì là rất cảm ơn anh Toàn đã chia sẻ và giới thiệu đấy những cái kinh nghiệm rồi là những cái sản phẩm về công ty Evrox mình đang cung ứng ra thị trường. Phạm Gia, chuyên tư vấn giám sát nhà ở tư nhân.